Đây là cú lửa thú vị về lỗ thông hơi trong chiến tranh. Lỗ thông hơi là một thứ không thể thiếu của những chiếc hầm trú ẩn và bong ke trong chiến tranh. Hãy thử tưởng tượng bạn là những người lính và phát hiện ra những chiếc lỗ thông hơi này. Và trên tay bạn lại cầm theo những quả lựu đạn. Nếu bạn ném những quả lựu đạn vào những chiếc lỗ thông hơi này, hòng phá hủy và tiêu diệt kẻ địch, thì thay vì lập công, thì bạn sẽ đi gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức, vì những chiếc lỗ thông hơi này được thiết kế vô cùng độc đáo, hai lỗ trên dưới được thông lại với nhau. Còn lỗ thông hơi chính dẫn vào hầm thì được đặt ở bên trên cực kỳ an toàn.